Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay ngày thứ bảy em lại được nghỉ ở nhà. Sau khi lên chăm sóc vườn lan thì em lại quay một số các cái hình ảnh về một số các cái chậu cỏ của em nha, để gửi đến các bác. Cái thứ hai nữa là chia sẻ với các bác một cái tác hại của những các cái con côn trùng đấy, hoặc là những các cái con sên mà nó gặm nhấm vào các cái măng mầm của cây lan của mình ấy, và nó gây hỏng mất của mình nhé. Thế thì ở đây xin thưa với các bác là cái chậu này, đây là cái chậu địa lan, cái chậu địa lan có cái tên là Thanh Bình Diệp Yên Tử đấy. Nó có một cái giá trị rất là cao đây. Mà hôm mùng 1 tháng 5 ấy, hôm mùng 1 tháng 5 thì em đã quay gửi đến các bác. Đúng là vào cái lúc mà cái con sên này nó đang bậu nó cắn, thì cái măng đấy bây giờ là nó đã to lên như thế này rồi. Và cái măng hôm trước ấy, đây cái măng hôm trước mà các bác xem ấy thì nó còn xanh lét ấy. Nhưng mà vì bị con sên nó gặm nhấm, mặc dù sau khi diệt con sên đó thì em đã xử lý đấy. Em đã xử lý là bôi thuốc ấy, bôi thuốc nấm cũng như là bôi cái keo liền sẹo đấy vào cái lớp da của nó, nhưng mà không ăn thua các bác ạ. Đấy, và đến bây giờ thì nó đã bị chết rồi. Đấy đấy. Vậy thì ta mới thấy được rằng là những các cái măng mầm của những các cái cây lan của chúng ta ra, mà nếu như mà trên cái chậu lan của chúng ta nó có ốc sên, hai nữa là nó có những các cái con côn trùng khác, ví dụ như con gián, những các cái con, nói chung là rất nhiều những các cái con côn trùng, các cái động vật khác ấy, cái con côn trùng khác ấy, mà nó cắn và nó gặm nhấm, hoặc là cái con cầu cào ấy. Đấy, các bác không biết có không, chứ ở quê em thì nó gần cánh đồng, thỉnh thoảng cái con cào cào nó vào, nó ăn thì nó không ăn hết đâu, nhưng mà nó gặm nhấm, nó làm xuất sát cái cây lan của chúng ta ra. Và khi mà nó xuất sát ra rồi thì cái cây lan của chúng ta nó rất là dễ bị nấm xâm nhập vào, và nó gây chết cái mầm nhá. Thậm chí ấy, nếu như mà bác nào mà không xử lý tốt và tưới mà nấm mà nó nặng quá, nó xâm nhập vào là nó còn gây chết cả cái chậu lan, cả cái cây lan to của chúng ta đấy. Nên là rất là nguy hiểm cái việc mà sên và những các cái con côn trùng khác. Thế thì yêu cầu là chúng ta là phải vệ sinh vườn nó sạch sẽ, thông thoáng. Cái thứ hai nữa là trên chậu lan của chúng ta mà nó mà có ốc sên ấy, thì các bác nên mua cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này là sản phẩm của Ngọc Linh nhá, bả diệt sên, chỉ có 45.000 một cái lọ này. Đấy, mới một cái dung tích là cũng khá là nhiều. Em cũng không để ý nó được bao nhiêu. Thế nhưng mà chúng ta về, chúng ta diệt, chúng ta rắc nó lên trên những các cái mặt chậu này. Thì một lần thì nó cũng chưa hết đâu các bác ạ, vì những các cái con sên mà nó chui nó nằm ở dưới này. Nhưng mà chúng ta làm khoảng 2 lần thì tất cả những các cái chậu lan của chúng ta là nó đều được sạch sẽ và được diệt được hết những các cái con sên đấy nha. Và bây giờ xin mời các bác hãy tham quan một số những các cái chậu cỏ của em. Đây,
Xin thưa với các bác, đây là cây thanh trường cổ Hà Nội. Nguồn gốc xuất xứ thì của các cụ chơi ngày xưa. Em rất là may mắn thì được các bác ấy, là con cháu của các cụ ngày xưa, thì cho một chậu, cho một cái chậu. Và bây giờ thì về em đã chăm sóc, em đã chăm sóc cây chậu này thì đến bây giờ là nó đang ra măng mầm, và em đã chăm sóc được 6 lá đây các bác này. Chăm sóc như thế này ấy, mà theo như lời của các cụ ngày xưa nói là nếu như một cây địa lan mà chăm sóc được 6 lá, đấy là đỉnh cao của việc chăm sóc địa lan này đấy nha. Thì bây giờ là nó đang lên được 6 lá rồi, cái cây của em đây. Và tính cả cái măng, cái lá nõn ở trong đây là còn 7 lá đấy các bạn. Đấy. Một còn một cái lá đang lên này, 7 lá. Này. Và một cái chậu này thì nó có hai cái măng đang rất là cao rồi. Còn rất nhiều các cái mầm ở dưới nữa. Đấy, đây là cây thanh trường cỏ Nam Định các bác nhá. À, thanh trường cỏ Hà Nội. Đấy. Nguồn gốc cây là của nhà cụ Trưởng Cam. Còn đây cái chậu này ấy. Cái chậu này là Đại Mạc. Đại Mạc. Đấy. Em chăm sóc cũng được 5 lá rồi. Và cái măng này. Và đây cũng vậy. Và măng lại còn đẻ luôn cả măng nữa. Bên kia cũng còn ra được một hai cái măng với cái mầm nữa. Đây là Đại Mạc. Và còn đây là Triều Châu Tố Hà đấy ạ, Trung Quốc nhé. Trung Quốc đấy, nhưng mà có cái mặt bông rất là đẹp. Thì măng mầm nó lên cũng rất là khỏe luôn. Đấy, măng. Và rất là nhiều mầm các bác nhé. Vâng, còn đây là Thanh Bình Diệp. Thanh Bình Diệp. Đây là Thiên Ngọc các bác ấy. Thiên Ngọc ấy. Đợt Tết thì em mua được có 3 thân. Về bây giờ thì nó lên được một cái măng cao sắp thành thân rồi. Và 3 cái măng nhỏ và một cái mầm nữa. Thiên Ngọc. Vâng, còn đây Hoàng Vũ. Hoàng Vũ. Và Thanh Ngọc. Thanh Ngọc thì em cũng còn 3 chậu nhưng mà nhỏ. Thanh Ngọc năm nay thì có vẻ phát triển yếu. Măng mầm lên nhưng mà nó không sung sức lắm. Có cái chậu này thì nó lên được mấy cái măng thì cũng khỏe. Còn đây là Hoàng Điểm các bạn. Là cũng là một trong những các cái cây mà cỏ truyền thống của các cụ chơi xưa. Hoàng Điểm. Còn là bên này thì Hoàng Kim Bảo đây. Hoàng Kim Bảo tàu. Và cái chậu này thì là cũng là hàng Đại Mạc, à, tức là Mạc Huyền Diệp. Cái này gọi là Mạc Huyền Diệp, nguồn gốc của Nam Định, cũng là cái hàng các cụ chơi ngày xưa. Còn đây là một cây mạc rừng, có một cái mạc hoa rất là đẹp và thơm lắm các bạn. Xin báo cáo với các bác ấy, thì chơi cái dòng địa này thì nó có một cái ưu điểm. Cái dòng địa của em đây thì đa phần là ra hoa vào cái dịp Tết. Ra hoa vào cái dịp Tết.
và hoa của nó thì rất là thơm. Vậy nên là em cũng tìm và sưu tầm được đến bây giờ khéo cũng đến 20 loại. Và cũng xin trao đổi với các bác nha. Cái địa này là nó khó và nó chậm lắm. Nó không như chơi những các cái dòng lan khác. Ví dụ như phi điệp hoặc là kiếm. Thì nó đẻ và nó phát triển nhanh. Chơi cái địa này để mà chăm sóc được những các cái chậu lan mà nó khỏe là phải mất đến mấy năm. Đây, xin thưa với các bác là em chăm sóc lắm đấy, một thân và trong một năm thì nó lại ra thành 3 thân và 2 cái cần hoa. Năm nay thì nó ra được cho em được 3 cái mầm, nhưng mà nó phát triển được có 2 cái, còn thành măng rồi, còn 1 cái thì nó không phát triển nữa. Nên là chơi cái dòng địa này ấy, là nó rất là khó, mà nếu không cẩn thận là nó tèo luôn. Đặc biệt là những các cái dòng mà xanh vàng hay còn gọi là cái dòng mà va đấy, thì cái dòng mà các cụ người xưa chơi thì nó thuần rồi, nó dễ hơn. Còn những các cái dòng mà va đấy là cái dòng mà bây giờ mà các anh ấy mới kiếm, mới khai thác, sưu tầm được ở trong rừng. Nên là cái độ thuần của nó, thuần dưỡng nó cũng chưa được lâu lắm. Vâng, thôi vậy em xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác ở các cái video sau.